Trong trận đầu thực hiện cuộc chiến chống COVID-19, tỉnh Vĩnh Phúc đã khống chế và đẩy lùi dịch bệnh. Tất cả các bệnh nhân mắc bệnh đều được chữa khỏi. Những ngày qua, Vĩnh Phúc không chỉ chủ động làm tốt công tác phòng chống dịch cho người dân ở Vĩnh Phúc, mà còn thực hiện tốt công tác cách ly tập trung, kiểm soát theo dõi y tế đối với những công dân có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 nhập cảnh từ nước ngoài và Việt Nam. Được ăn uống theo tiêu chuẩn, xem TV, truy cập Internet, tự do chơi thể thao khiến cho những công dân trở về từ khu vực có dịch COVID-19 như chị Ngọc, anh Vân đang được cách ly tại Trung đoàn 84, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc cảm thấy rất thoải mái. Đặc biệt sự chăm sóc nhiệt tình, chu đáo của đội ngũ y bác sĩ và cán bộ chiến sĩ túc trực 24/24 giờ là điều khiến các công dân vô cùng ấn tượng. Sau một ngày hôm nay không khí thoáng mát, bọn em cảm thấy sức khỏe vẫn khỏe mạnh bình thường. Mọi người ở đây, các chú bộ đội chăm sóc rất là tốt ạ. Em cảm ơn mọi người. Từ lúc em vào đây đến giờ thì là các anh phục vụ bữa ăn rất là ngon, đầy đủ dinh dưỡng ạ. Và thức ăn thì thay đổi mỗi ngày. Còn các anh thì sáng ra đến đo nhiệt độ với cả theo dõi sức khỏe, hỏi thăm là có sốt hay là có biểu hiện gì không. Các anh rất quan tâm, rất là nhiệt tình ạ. Trước khi mà ở đây thì em cũng nghe rất là nhiều thông tin mà ở những khu cách ly là có những cái vấn đề nó không được hay ho ấy. Nhưng mà sau khi mà được thực tế trải nghiệm cuộc sống cách ly ở đây thì em thấy nó rất là tuyệt vời. Ăn ngủ đầy đủ với cả chế độ tập luyện cũng rất là tự do với cả mọi người đến với nhau cũng rất là thân thiết ấy. Đến nay, Vĩnh Phúc tiếp nhận gần 670 công dân về cách ly. Để có bữa ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho công dân, các cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đã phải chuẩn bị rất chú đáo, từ khâu chọn thực phẩm đến chế biến. Chúng tôi bảo đảm lựa chọn những loại thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, có xuất xứ, có chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm và tươi ngon và phục vụ tốt cho bà con. Và mặc dù là cái lực lượng bảo đảm với bà con tham gia cách ly đấy đông, thì chúng tôi không quản ngại khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và coi bà con như những người thân trong gia đình của mình. Để đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho công dân tại khu cách ly tập trung, tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các lực lượng chức năng trang bị tốt các phòng ở, tổ chức thăm khám sức khỏe cho mọi người. Các cán bộ chiến sĩ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, giúp cho mọi công dân đến cách ly bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất. Ngay từ những ngày mà chúng tôi nhận được lệnh, thì chúng tôi đã tập trung vào cái khâu quan trọng nhất, đó là cái khâu tiêu trùng khử khuẩn các cái đồ dùng vật dụng của người dân. Thì sau khi tiêu trùng khử khuẩn xong và đảm bảo vệ sinh sạch sẽ xong, thì chúng tôi chăm lo đến cái đời sống của bà con, đó là công tác bảo đảm hậu cần, bữa ăn đời sống hàng ngày. Thì trong quá trình bảo đảm bữa ăn đời sống hàng ngày, chúng tôi quan tâm đến cụ thể những cái vật chất của những cái bữa ăn. Những bữa ăn sáng, trưa, chiều chúng tôi đều có những cái tiêu chuẩn thực đơn, không bữa nào trùng lập với bữa nào để đảm bảo cho cái tiêu chuẩn bà con được ăn uống được bảo đảm. Kế thừa truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng nhất trí của nhân dân, Vĩnh Phúc tiếp tục triển khai quyết liệt có hiệu quả các biện pháp phòng chống, góp phần ngăn chặn thành công dịch bệnh COVID-19, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Chăm sóc công dân Việt Nam từ vùng dịch trở về không chỉ là nhiệm vụ mà quan trọng hơn đó là trách nhiệm, tình cảm của những người con đất Việt dành cho nhau trong lúc khó khăn.